Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề ECG ở trẻ em. Đầu tiên nói về phần tổng quan thì mình sẽ cùng nhau ôn lại cái quy ước về cái cách đo lường đơn vị thời gian và điện thế trên ECG. Đây mình quan sát thấy có trục dọc hay là trục OI là tương ứng với điện thế, còn trục ngang hay là trục OX là tương ứng với thời gian. 10mm thì sẽ tương ứng với 1mV. Như vậy thì một ô vuông nhỏ là 1mm thì sẽ tương ứng với 0,1mV và 0,04 giây. Một ô vuông lớn thì sẽ bằng 5 ô vuông nhỏ. Mình cứ lấy các thông số này nhân 5 lên thì sẽ tương ứng với 0,5mV và 0,2 giây. Tiếp theo là nói về các cái thành phần trong cái phức bộ của ECG, gồm có sóng B nè. Sóng B hay tương ứng với quá trình khử cực tâm nhĩ. Phức bộ QRS là tương ứng với quá trình khử cực thất. Còn cái khoảng thời gian B, từ sóng B cho đến sóng R, đây là thời gian khử cực tâm nhĩ và dẫn truyền từ tâm nhĩ xuống nút AV. Tiếp theo đó là cái đoạn ST và sóng T. Sóng T thì tương ứng với quá trình tái cực thất. Thì ở đây là tương ứng với cái phần dẫn truyền khởi phát cái xung điện từ nút SA nè. Sau đó nó dẫn truyền sang nó khử cực tâm nhĩ và có một sóng dẫn truyền xuống khử cực cái vùng nút AV hay là nút nhĩ thất, từ nhĩ xuống thất. Sau đó là khử cực cái hệ thống bó His và các cái sợi Purkinje để khử cực tâm thất. Đó là về tổng quan cái phần ECG, chúng ta cùng nhau ôn lại. Phần thứ hai là các bước đọc ECG. Đầu tiên là mình sẽ xác định về cái tần số trong ECG. Để xác định tần số thì chúng ta sẽ đếm các số ô vuông lớn nè. Ô vuông lớn, sau đó lấy 300 chia cho số ô vuông lớn ở khoảng giữa cái đoạn RR. Ví dụ ở đây là 3 ô vuông lớn thì mình lấy 300 chia 3 thì tần số nó khoảng 100 lần trên phút. Cách thứ hai là trong trường hợp mà những cái số ô này nó không mình không tính được cái số ô vuông lớn thì chúng ta sẽ tính tổng số ô vuông nhỏ, sau đó lấy 1500 chia cho tổng số ô vuông nhỏ. Ví dụ như là trong trường hợp này là mình sẽ lấy 1500 chia cho, ở đây là 3 ô vuông lớn thì tương ứng với 15 ô vuông nhỏ, thì 1500 chia cho 15 thì sẽ tương ứng với 100 lần trên phút. Đó là hai cách chúng ta có thể tính được cái tần số trên ECG. Vậy thì đối với trẻ em thì chúng ta phải biết được cái mốc gọi là nhịp tim bình thường theo lứa tuổi. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tháng tuổi thì cái mốc chung nó sẽ là khoảng 145 lần trên phút. Đối với trẻ sơ sinh thì là nhịp bình thường sẽ từ 90 đến 108. Trẻ dưới 6 tháng tuổi là 105 đến 185. Tuy nhiên là mình nhớ cái mốc trẻ dưới 6 tháng tuổi là 145 lần trên phút là nhịp bình thường. Trẻ 1 tuổi cái mốc là 132 lần trên phút. Trẻ 2 tuổi mốc là 120 lần trên phút. Trẻ 4 tuổi là 108 nè. Trẻ 6 tuổi là 100. Trẻ 10 tuổi là 90. Trẻ 14 tuổi là 85. Và người lớn là khoảng 70 lần trên phút. Tuy nhiên cái mốc ở người lớn sẽ là từ 60 đến 100 lần trên phút. Nếu dưới 60 thì đó là nhịp chậm và trên 100 sẽ là nhịp nhanh. Cái thứ hai là rhythm hay là loại nhịp. Bình thường sẽ là nhịp xoang. Làm thế nào để mình xác định được là cái ECG nó có nhịp xoang? Nhịp xoang nghĩa là mỗi sóng B sẽ xuất hiện trước một phức bộ QRS. Ở đây mình thấy là sóng B nè, phức bộ QRS nè. Sóng B, phức bộ QRS, sóng B, phức bộ QRS. Thì đó là xác định cái nhịp xoang. Và sóng B nó sẽ dương ở các chuyển đạo là D1 nè, AVF. Trong trường hợp trục bình thường từ 0 đến 90 độ. Cái thứ ba là mình sẽ xác định cái trục điện tim. Trục điện tim thì nó biến động theo tuổi. Đối với ở trẻ sơ sinh thì trục nó lệch phải, là cái góc khoảng 110 độ. Đối với trẻ 3 tháng tuổi thì cái góc nó có thể dao động từ 10 độ đến 125 độ. Còn người lớn thì sẽ dao động từ -30 tới 115 độ. Thì cái độ này xác định như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái hình phần tiếp theo mình sẽ trình bày. Và dựa vào cái trục điện tim này, chúng ta có thể xác định được dựa vào cái sóng trên chuyển đạo D1 và AVF, cũng như là xác định một số cái bất thường liên quan đến trục lệch trái, trục lệch phải. Đây, mình sẽ tìm hiểu tiếp về cái vấn đề xác định trục điện tim. Đây là cái hình tròn 360 độ. Thì mình thấy quy ước là cái đường nằm ngang này chính là chuyển đạo D1 nè, xéo xuống một góc. Từ D1 với D2 hợp lại một góc 60 độ thì đó là chuyển đạo D2 nè. D2 thì sẽ vuông góc với lại AVL. AVL ở đây là -30 độ. Phần phía dưới này vuông góc với lại trục D1, đó là trục AVF. AVF thì ngay góc là dương 90 độ. Sau đó trục D3 sẽ cách cái AVF này một góc 30 độ hay là dương 120 độ. Như vậy thì trục bình thường nó sẽ rơi vào cái khoảng mà mình tô bằng màu chì, là từ
AVF, AVL nè, đến AVF, hay là từ âm 30 độ tới dương 90 độ. Đó là cái trục bình thường. Còn trong trường hợp trục lệch trái, LAD, trục lệch trái là cái phần màu cam này, tức là hướng về phía tim bên trái, thì cái góc nó sẽ dao động từ âm 30 độ nè, từ âm 90 độ đến âm 30 độ. Đó là cái trục lệch trái. Còn trục lệch phải là cái phần RAD nè, là cái phần màu xanh lá mình tô ở đây, tương ứng với từ dương 90 độ nè cho đến dương 180 độ. Còn cái phần rơi vào từ dương 100, từ âm 90 độ nè tới phần dương 180 độ, cái phần góc phân tư phía trên này, thì đó là cái trục này là trục quá lệch. Và trong trường hợp mà chúng ta để xác định nhanh khi mà nhìn vào cái ECG, thì mình sẽ quan sát vào hai cái chuyển đạo, đó là chuyển đạo D1 và chuyển đạo AVF. Đó là cứ hướng về chuyển đạo nào thì nó sẽ dương. Ví dụ ở đây mình thấy là trục bình thường á, thì nó sẽ rơi vào khoảng giữa của D1 và AVF, hay là cả hai trục này đều dương. AVF dương nè, D1 dương. Còn nếu mà trục lệch trái thì nó sẽ hướng về chuyển đạo D1. Mà hướng về chuyển đạo D1 thì tại D1 sẽ dương và AVF thì âm. Còn cái chuyển đạo, còn trục lệch phải thì ngược lại, là nó sẽ hướng về cái chuyển đạo AVF nè. Thì vậy thì cái trên cái chuyển đạo D1 thì nó sẽ âm và chuyển đạo AVF thì nó sẽ dương. Ở đây mình quan sát bốn cái ví dụ liên quan đến trục điện tim. Trục điện tim, để làm sao để mình xác định dương hay âm, thì mình quan sát cái phần, nếu mà nó hướng về lên trên nhiều hơn, cái phần sóng nó về phía trên nhiều hơn á, quan sát sóng R nè, thì đó là dương. Còn nếu mà nó hướng về phía dưới nhiều hơn thì đó là âm. Vậy thì trên D1 ở đây là mình thấy là sóng R này là dương nè. Mình sẽ cộng tổng cái thời gian của các sóng lại. Nếu mà nó ra con số dương, hướng về phía trên thì đó là dương. Còn AV, ở đây mình thấy là D1 này dương, AVF cũng dương. Trong trường đây là trục bình thường. Còn trục lệch trái, ở đây mình thấy là D1 nó dương nhưng mà AVF thì nó âm. Còn trục lệch phải, ở đây là mình thấy là D1 là âm nè, mà AVF là dương. Còn trong trường hợp ở hai cái chuyển đạo AVF âm và D1 âm, thì đây là cái trục xác định là quá lệch, hay là nó rơi vào cái góc phần tư phía trên này. Phần thứ tư, cái mà mình xác định đó chính là các cái khoảng. Khoảng thì có ba cái mà mình cần quan tâm, đó là BR nè, phức bộ QRS và QT. Khoảng BR bình thường là từ 0,1 giây cho đến 0,17 giây, hay là một ô vuông lớn thì sẽ tương ứng với 0,2 giây. Nếu như mà cái BR này nó kéo dài khoảng một ô vuông lớn, tức là chứng tỏ nó kéo dài. Và kéo dài của cái đoạn BR thì mình sẽ gặp trong trường hợp ví dụ như là block AV nè, viêm cơ tim nè, hoặc sử dụng các thuốc Digitalis hoặc là Amiodarone. Đối với phức bộ QRS thì bình thường sẽ từ 0,05 đến 0,7 giây, hay là từ 1 tới 3 ô nhỏ. QRS rộng mình gặp trong trường hợp block nhánh bó hoặc là trường hợp rối loạn nhịp thất. Cái QT, QT hiệu chỉnh sẽ bằng QT chia cho căn bậc 2 của đoạn RR nè. QT bình thường là từ 0,4 cho đến 0,45 giây. Đó là cái cách để chúng ta xác định về các cái đoạn. Để đây mình thấy là đoạn BR thì sẽ từ bắt đầu sóng B nè tới bắt đầu sóng R. QRS nè, tính từ sóng Q tới Q nè, R và S nè. QT thì bắt đầu từ sóng Q cho đến kết thúc sóng T. Đó là cái cách để xác định các cái đoạn trên ECG. Tiếp theo là phần quan trọng, đó là liên quan đến các cái sóng. Sóng thì có sóng B đầu tiên. Sóng B thì liên quan đến quá trình khử cực nhĩ. Đối với sóng B thì chúng ta sẽ xác định hai vấn đề, đó là biên độ và thời gian. Biên độ bình thường hay là chiều cao này là dưới 3 mm. Còn thời gian bình thường là từ 0,07 đến 0,09 giây, hay là tương ứng với khoảng 2 ô nhỏ. 2 ô nhỏ là tương ứng 0,08 giây. Đối với sóng B, nó sẽ bất thường mình gặp trong hai trường hợp, đó là phì đại tâm nhĩ bên phải và phì đại tâm nhĩ bên trái. Đối với phì đại tâm nhĩ bên phải thì sóng B xuất hiện cao nhọn, còn phì đại tâm nhĩ bên trái là sóng B hai đỉnh và kéo dài. Phức bộ QRS, đối với phức bộ QRS thì chúng ta sẽ xác định rộng hay hẹp. Thành phần của phức bộ QRS gồm có sóng Q nè, R và sóng S. Sóng Q là sóng khử cực vách nè, R là sóng khử cực thất, S là kết thúc khử cực ở thành bên. Đối với cái QRS này, các bạn có thể tìm lại hai cái video về chủ đề ECG trước đó thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các cái sóng trên ECG.
Và dựa vào phức bột QRS thì mình có thể xác định được cái bệnh lý phì đại tâm thất, phì đại thất phải hay phì đại thất trái. Đối với phì đại tâm thất bên phải thì mình quan sát ở đây là phần quả tim nè, tương ứng với các chuyển đạo V1 đến V6. Đối với phì đại tâm thất bên phải V1, V2, V1, V2 thì cái sóng R này sẽ cao hơn giới hạn bình thường, và V5, V6 thì sóng S sẽ cao hơn giới hạn bình thường. Còn đối với phì đại tâm thất bên trái thì chuyển đạo 1, 2, D1, D2, D3, AVL, AVF, V5, V6 gì đó thì sóng R nó sẽ cao hơn giới hạn bình thường. Đây nó sẽ hướng về chuyển đạo V5, V6. Còn đối với V1, V2 thì sóng S nó sẽ cao hơn bình thường. Các bệnh lý liên quan đến phì đại tâm thất bên phải và tâm thất bên trái thì chúng ta nhớ là quy ước là V1, V2 là nằm ở bên tim bên phải, còn V5, V6 thì nằm ở tim bên trái. Thì mình nhớ là khi mà xác định cái bệnh lý phì đại này, chúng ta sẽ dựa vào cái V1, V2 và V5, V6. Cái sóng, một cái bất thường liên quan đến sóng đó là Watt Parkinson White hay là VKBV. Đây là cái bất thường dẫn truyền qua nút AV, dẫn đến là khử cực tâm thất rất là sớm. Đặc điểm của Watt Parkinson White là xuất hiện cái sóng delta và rút cắn cái đoạn BR. Sóng delta ở đây mình thấy là nó xuất hiện phía trước nè, nó kéo dài cái dẫn truyền phía trước này, sau đó là xuất hiện phía trước phức bộ QRS này. Rồi phần thứ sáu là mình sẽ tìm hiểu về các cái dạng rối loạn nhịp trong ECG ở trẻ em. Rối loạn nhịp thì mình sẽ chia ra 3 tầng. Đây là phần tâm nhĩ nè, khử cực. Tiếp theo là tại vị trí nút AV. Tiếp theo là hệ thống bó His và các cái sợi Purkinje. Tại vị trí tâm nhĩ thì có các dạng rối loạn nhịp như là nhịp nhanh xoang nè, nhịp chậm xoang, ngoại tâm thu nhĩ, rung nhĩ, cuồng nhĩ hay là nhịp nhanh trên thất. Còn đối với các rối loạn nhịp tại nút thì có bệnh lý nút xoang nè, block AV hay là nhịp bộ nối. Đối với các dạng rối loạn nhịp tại thất thì có ngoại tâm thu thất nè, nhịp nhanh thất hoặc là rung thất vân vân. Cái rối loạn nhịp đầu tiên mình tìm hiểu đó là nhịp nhanh trên thất. Những cái dạng rối loạn nhịp như là rung nhĩ, cuồng nhĩ thì chúng ta đã tìm hiểu trong các cái video về ECG trước đó rồi. Đối với dạng nhịp nhanh trên thất á, đặc điểm nhịp tim nó sẽ dao động từ 180 đến 300 lần trên phút. Sóng B thường là do nhịp quá nhanh cho nên là mình không thấy được. Và phức bột QRS thì nó hẹp. Đó là cái đặc điểm của SVT hay là nhịp nhanh trên thất. Ở đây mình thấy cái ECG mô phỏng nè, QRS hẹp, nhịp nhanh có nguồn gốc trên thất. Ở đây là thường cái nhịp nhanh trên thất này sẽ rơi vào một là có đường dẫn truyền phụ, hai là rơi vào cái Watt Parkinson White. Điều trị của nhịp nhanh trên thất thì hoặc là kích thích phế vị nè, hoặc là sử dụng adenosine, hoặc là sốc đồng bộ tùy vào cái tình trạng trên bệnh nhân. Phần tiếp theo là mình sẽ cái rối loạn nhịp tiếp theo mình ôm lại đó là các dạng block tim. Như mình đã biết là block tim thì có 3 độ, độ 1, độ 2 và độ 3. Đối với độ 1 là kéo dài cái đoạn BR. Độ 3 là nhĩ thất phân ly, nhĩ đi đường nhĩ và thất đi đường thất. Đối với trường hợp ở nhi khoa mà xuất hiện các block độ 3 thường rơi vào các bệnh bẩm sinh, ví dụ như là có mẹ bị lupus ban đỏ. Thì đây mình thấy cái ECG mô phỏng nè, sóng B, phức bộ QRS nó chả liên quan gì nhau cả. Cái dạng block thứ ba đó là block độ 2. Tại sao mình tách block độ 2 ra riêng? Bởi vì độ 2 thì có Mobit tiếp 1 và Mobit tiếp 2. Mobit tiếp 1 là BR kéo dài nè, nó dài dần. Đây, BR1, BR2 nè, bắt đầu kéo dài hơn, và BR3 thì bắt đầu kéo dài hơn, sau đó là nó bị drop mất một nhịp, tức là xuất hiện cái sóng B không dẫn truyền và sau đó nó lặp lại cái vòng lặp này. Còn Mobit tiếp 2 là không có sự kéo dài của đoạn BR tiến triển nữa, mà là theo cái tỷ lệ luôn. Tức là BR thì hằng định nhưng mà nó drop theo một cái tỷ lệ nhất định. Ví dụ như đây là một sóng B dẫn truyền, một sóng B không dẫn truyền, rồi một sóng B dẫn truyền và lại một sóng B không dẫn truyền. Đó là cái liên quan đến các dạng block tim. Phần còn lại thì mình sẽ tìm hiểu về các cái dạng rối loạn nhịp tại thất. Các dạng rối loạn nhịp tại thất ví dụ như là nhịp nhanh thất và rung thất. Nhịp nhanh thất, ở đây mình quan sát một cái hình vẽ mô phỏng cho nhịp nhanh thất. Nhịp nhanh thất có QRS rộng. Để phân biệt được cái rối loạn nhịp ở thất hoặc là trên thất thì chúng ta sẽ dựa vào phức bộ QRS. Nếu QRS hẹp thì đó là trên thất, còn nếu phức bộ QRS rộng thì đây là rối loạn nhịp
tại tâm thất. Trong trường hợp này là phức bộ Quadratus rộng, đây là trường hợp của nhịp nhanh thất và không có dẫn truyền từ sóng B. Và nhịp nhanh thất là một cái tình trạng cấp cứu bởi vì nó có thể diễn tiến sang xoắn đỉnh, rung thất, ngưng tim, là suy tim. Và nhịp nhanh thất được định nghĩa dựa vào lớn hơn hoặc bằng 3 ngoại tâm thu thất. Dẫn truyền thất thì nổi bật, nhịp tim nhanh, đều, nhĩ thất thì phân ly, tức là không có sự kết nối giữa sóng B và phức bộ QRS. Và VT hay là nhịp nhanh thất đặc trưng với phức bộ QRS kéo dài và rộng, sóng T đảo ngược và sóng B nó bị chồng lấp. Ở đây mình quan sát ba cái hình mô phỏng cho cái ngoại tâm thu thất này. Đây là phần ngoại tâm thu thất. Đây là cái đặc điểm của VT hay là nhịp nhanh thất phức bộ QRS rộng này. Và đây là VF hay là rung thất, là các cái đặc điểm liên quan đến rối loạn nhịp tại tâm thất. Tới đây thì mình sẽ khép lại cái chủ đề tổng quan về ECG ở trẻ em. Hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu về các cái dạng bệnh lý liên quan đến ECG ở người lớn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.